Vào sáng ngày 18 tháng 8 năm 2021, trang blog chính thức của AKB48 đã đưa ra thông báo nói rằng thành viên AKB48 Hashimoto Haruna đã hoàn toàn khỏi bệnh sau khi được điều trị COVID-19 theo như hướng dẫn của Trung tâm Y tế, do đã đáp ứng đầy đủ những tiêu chí do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đưa ra nên Haruna sẽ quay trở lại hoạt động kể từ ngày hôm nay 18 tháng 8.